trong trang sách cuộc đời, con đã viết lên bao câu chuyện buồn, con đã viết lên bao nhiêu nỗi khổ cho cha mẹ, cho người thân, cho bạn bè. Con đã viết lên các câu chuyện buồn, bởi vì tháng sân si. Và thầy ơi, trong trang sách cuộc đời, những câu chuyện đã đổi thay. Con đã viết lên những câu chuyện về ân nghĩa, về lẽ sống cao thượng. Thầy, người dạy cho con chân lý cuộc đời. Thầy, người truyền cho con ánh sáng trí tuệ như lời. Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con, những dòng chữ tuyệt vời. Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con, những câu chuyện giấc ngủ từ bi. Con kính ân phận người thầy vĩ đại, con kính ân thầy người làm tươi đẹp cuộc đời con kính ân thầy người dẫn đường theo bước Như trên sư phụ, con nay đã giác ngộ giả tạm của cõi đời. Thân tứ đại này chịu khổ vô thường của sinh ra bệnh chết, tâm trí này bị ưu phiền, bởi mong cầu trên sư phụ. Con nay đã giác ngộ, khổ là do nhân gì, cách diệt khổ ra sao. Kính bạch trên sư phụ, con nay đã giác ngộ, khổ
từ, dạy cho con phám phần chân như. Đây là áng con nên từ bỏ, đây là thiện con phải gắng tu. Biết ơn cô người thầy cao cả, một tình thương trí tuệ bao la, lắng nghe hết những lời đau khổ, chỉ cho con một lối đi ra. Hạnh nguyện Bồ Đề chúng con khắc ghi, luôn tinh tấn thực hành hòa hợp, đưa Phật pháp lan rộng ra thế giới, nên đáp ơn cô thỏa tâm lòng. Đưa Phật pháp lan rộng ra thế giới, nên đáp ơn con.